Hồi Hiền sẽ tìm thêm thử coi còn trái nào ở trong cái lưới này không. Xin chào mọi người, chúc mọi người có một ngày mới thiệt là vui. Em đang khoe bong bóng với cô chú nè. Ở đây là Hiền đang kiếm mua nếp, nhưng mà sao Hiền không thấy ở Woolly á có một vài mặt hàng họ dọn sạch rồi. Họ Hiền thấy họ cũng bắt đầu gom gạo đồ ở cả nhà, không biết làm chi gì nữa. Đây bóng. Ở trên đây Hiền sẽ mua một vài cái hộp hấp adam gá lịch này. Yes. Một hộp vậy là $1.50. Ừ, mẹ đã mua con rồi mà. Một hộp vậy là $1.50 cả nhà. Còn ở đây là hồi nãy Hiền mới mua. Ở đây là hồi nãy Hiền mới mua một cái chậu hoa để cúng cho Phật đó cả nhà. Cái chậu này 15 đồng, Hiền thấy cũng khá xinh, với lại có cái chậu ở dưới á. Sau này mình mua hoa mình cắm vô cũng được. Ở đây có thể Hiền sẽ mua một vài bịch mì ăn liền. Ủa, cái này là rõ ràng tên tiếng Việt nè cả nhà. Tên tiếng Việt nè cả nhà thấy không? Mì ăn liền thơm dâm nè. Cái này sản phẩm của Việt Nam phải không ta? Hiền nghĩ chắc vậy quá. Hiền sẽ mua vài gói này. Đây, ở đây Hiền đã tìm ra một cái gói nếp. Cái này Hiền tính làm cơm rượu, nhưng mà họ dán cái loại để làm sushi cho nên cậy mua đại luôn. Ở đây Hiền sẽ mua vài hộp nước dừa nè cả nhà, để về có cần nấu thì mình sẽ nấu. Mua thử loại này ăn thử xem. Bình thường cái loại kia thì nó có khoảng 1 đô, cái loại này 1,5 đô, thì không biết nó sẽ ngon hơn không, nên mình sẽ thử nha. Cái mặt rạng ngời quá à, em bé này hạnh phúc lắm cô chú ơi. Em bé hạnh phúc lắm luôn á. Đó, đó đó, em bé nhảy tỉnh tỉnh rồi kìa. Chưa thấy em bé nào vui vẻ như em bé này. Mình sẽ mua một cái hộp wasabi để có gì làm mấy nước sốt rồi đó. Sẽ bỏ cái này vô nè, ở nhà vẫn còn nhưng mà Hiền mua thêm cho nó chắc. Cả nhà ơi, sau khi mà đi mua sắm một ít á thì bây giờ hai mẹ con của Hiền mua mì ủ đông để ăn nè. Thì hôm nay Hiền mua mì ủ đông tôm, thì tôm là yêu quýt ăn, còn Hiền đa số chỉ ăn cái mì này thôi. Coi như là một cử ăn chay ngon lành đó cả nhà. Muốn ăn chay thì thấy ăn mì ủ đông cũng rất là ngon. Người ta đói bụng mà mẹ không đút là người ta la đó nghe mẹ ơi. Còn cái lúc mà người ta no mà mẹ đút là người ta cũng la luôn. Phải không cân? Dạ. Bye bye. Bye bye. Ồ, người ta mới được thêm cái bong bóng, người ta vui lắm á cô chú ơi. Vui không? Dạ. Bấm. Con nói cô chú nghe bóng. Bóng. Bấm. Rồi bây giờ hai mẹ con Hiền sẽ chuẩn bị ăn tiếp cái không. Hai mẹ con của Hiền mới ăn xong rồi, bây giờ Hiền sẵn ngồi ở đây để tâm sự với cả nhà nè. Cái vụ dịch lần này ở Brisbane, Hiền để ý thấy là từ ở ngoài đường là Hiền thấy rất nhiều người họ đã đeo khẩu trang rồi, nhưng đi phải không? Let's go. Không, mẹ mới đi park mà cho ice cream điền điên được. Không. Không hả? Không cần ice cream luôn, chỉ cần phát hả? Dạ. Con có mặt kìa cả nhà ơi. Mẹ sẽ lợi chỉ để cho con thấy là họ đã đóng cửa rồi, con mới vô được đâu. Em ơi, bây giờ là hai mẹ con của Hiền đang đi coi cây cả nhà ơi. Sau khi mà đã ăn uống rồi mua một mớ đồ, bây giờ tụi mình đang đi coi cây. Còn em kìa, đó đó, đi đâu đó? Em bé, chỉ con của mẹ. Mày thấy con đó con à, không biết. Nắm tay mẹ. Giống như trên mấy cái video. Oh wow. Oh wow. Oh wow, Edward come here. Look. Come on. Wow, cái cây này là cái cây fig. Là trái gì quên rồi ta? Cây sung, đúng rồi, cây sung Mỹ. Trời đất ơi, nãy giờ Hiền mới nhớ. Đó, Hiền không có cho đi mà cứ gán lẻn đi tới cho đã không?
Còn hay ha. Ha ha ha. Mẹ nó đi lại là phải đi lại với mẹ. Ở đây là họ có mấy cái cây cái gì? Thù lù Nam Mỹ nè cả nhà. Nhưng mà thật ra mấy cây này á, nó dễ bị bệnh lắm. Hiền nó trồng biết bao nhiêu lần mà nó luôn luôn bị bệnh và chết. Nó bị cái con cái con bọ cánh cứng gì đó, nó tấn công dữ dội lắm. Cái này chỉ có thể trồng trong nhà kính, nếu không thì mua cũng như không mà cả nhà. Hiền trồng nhiều lần rồi, không yên mấy cái tuổi đó, nó phá quá. Con chạy lại mâm coi, chạy lại ôm mâm thiệt mạnh coi. Yeah. Ủa gì kỳ vậy? Quê trời. Ở đây Hiền thấy giống cái giống đu đủ mà Hiền mua hay sao á. Hả? Oh yeah. Cái này cái gì á con? Cái này cái gì? À cái này chanh dây cả nhà ơi. Chanh dây. Ừ, giá lồ, good boy, giá lồ, em nói giá lồ là màu vàng. Red, good boy. Giỏi quá. Yeah. Cái này là cây ổi nè. Mình thấy phải cây ổi à. Đúng rồi, ổi nè. Orange. Oh, that's yellow con, yellow. Thì không thấy họ bán mấy cây sung nhỏ nhỏ đợt này, không có cây sung to. Cả nhà ơi, hồi nãy giờ thì cái gì nữa? Hồi nãy giờ thì đã mất công lựa cây cho nên Hiền không quay phim được. Tại vì vừa lựa rồi vừa xem méo quột nữa. Thì bây giờ ở đây họ có mấy cái căn nhà như thế này nè cả nhà. Thì nghĩ giống như là một nơi để mà mình làm công chuyện hay gì đó. Có cái mái che cả nhà. Thì một căn như vậy như cả nhà thấy là 3780 đô nè. Đó. Cái shed có nghĩa là nơi mà người ta hay để những dụng cụ đồ này nọ để làm công chuyện trong đó cả nhà, thấy không? Đây, bàn mấy đô, có mấy mèo như thế này hay gì á. Và có mấy kiểu nè. Trời ơi, nãy giờ Hiền kêu em đi mà em không chịu đi. Bên là cái shed nhỏ hơn nè. Yes, mâm thấy con. Let's go, let's go, let's go. Nha. Yeah. Hiền để nguyên cái xe cây bên kia luôn. Đi, đi con, để em thôi người ta bỏ dẹp của mẹ. Rồi, rồi. Đi, nắm tay đi nè. Please. Mâm nghe. Yeah, nhà, mâm có thể thấy là nhà đó. Rồi, còn mâm đã nói cho cô chú là ở đây có nhà rồi, được chưa? Đi con. Ở đây là Hiền có mua mấy cây blueberry nè cả nhà. Kêu bằng gì bên ta. À, còn ở đây là Hiền cũng có mua thêm cây táo nữa nè cả nhà. Đó, Hiền mua 4 cây blueberry cho ông Chris nè. Ở đây thì mua thêm dâu nữa nè cả nhà ơi. Rồi ở đây là Hiền lượm được một cái cây sung hồi nãy đó, cây phích hồi nãy đó. Cây này là cây duy nhất mà đang ra trái nè. Đây cả nhà thấy không, được 2 trái, 3 trái, 4 trái, 5 trái. Hạnh phúc quá. Éo buồn đó, em đi trồng cái nữa rồi nè. Hãy kéo làm vườn giống cái nhà Hiền. Cả nhà cây chỉ là 5 đồng. Bình thường họ bán là 9 đồng nè. Giờ đang giảm giá 5 đồng. Giờ Hiền lo lựa cây đồ. Người méo quột vô đây. Còn mấy cái cây blueberry của ông xã thì ngoài sau cả nhà. Hồi nãy thật sự là có một chú đã giúp Hiền. Chú thấy Hiền trời ơi mệt quá trời luôn. Chú thấy Hiền đẩy quá trời nhiều toàn đồ nặng á. Cái chú đẩy cái chú đẩy cái xe ra giúp Hiền á cả nhà. Chú người Úc. Bởi vì lúc nào cũng có người tốt á cả nhà. Vẫn có những người tốt vô muốn giúp đỡ người khác. Ở mà kìa. Còn hồi nãy tụi mình đang ở trong shop thì có một chú kia cười éo quệt, chọc éo quệt. No 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 no. Con vui không? Ready to go home? Go home? Dạ. Yeah? Đó, hôm nay đi biết bao nhiêu tiếng rồi đó, bây giờ em mới chịu về á. Có nghĩa là hôm nào đi chơi đã gì lâu gì mới chịu về nè cả nhà. Sướng quá. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ôi, hồi nãy giờ chạy đi quá chừng rồi mà. Mọi người ơi, hôm nay Hiền ra vườn. Đây là cái vườn dâu tây của Hiền. Nhưng mà sau một thời gian mà Hiền trồng đủ cái loại dưa ở trong đây á, thì bây giờ giống như là dâu tây nó bị thiếu ánh nắng mặt trời cho nên nó không có phát triển được. Bây giờ Hiền sẽ chuẩn bị ra đây để mà cải tạo lại nó cả nhà ơi. Ở đây là Hiền có mấy cái chậu dâu ở trong thùng nữa nè. Hiền sẽ trồng vô trong đất luôn ha cả nhà.
Như mọi người biết là lúc trước cái ở đây nè là Hiền có cái phần lưới Hiền che lại á để tránh những con chuột đồ này nọ nó ăn á cả nhà. Nhưng mà cái lưới đó thì Hiền mới dỡ nó ra đây nè, tại vì nó cái dây kiwano, cái dưa kiwano nó leo lên cái lưới và nó mọc tùm khắp mọi nơi luôn nha cả nhà, có thể thấy kìa. Thì bây giờ Hiền đã dỡ nó ra rồi, và bây giờ Hiền mới tưới cái phần đất này nè. Tưới thì nó sẽ dễ để làm việc hơn ha cả nhà. Như cả nhà có thể thấy là có trái dâu chín nè. Còn tại vì bây giờ ở ngoài vườn á là Hiền đã không còn được nhiều cây dâu nữa. Cả nhà thấy không? Cái sự mà tàn phá của mấy cái dây dưa nó kinh khủng không? Tại vì nó che hết ánh nắng mặt trời á, cho nên dâu nó đâu phát triển được và nó bị chết. Thì bây giờ Hiền sẽ chuyển hết mấy cái cây dâu ở trong chậu này của Hiền nè. Ồ có trái cả nhà ơi. Hiền sẽ chuyển ra đây hết, và sau đó thì Hiền sẽ dưỡng lại mấy cây dâu của Hiền. Nhưng mà trước khi Hiền chuyển á, Hiền sẽ cho cả nhà thấy một điều bất ngờ. Ơi con. Đây. Ừ, mâm biết rồi. Đây là cái dây dưa kiwano. Thực ra nếu mà Hiền để thì nó sẽ mọc rất là nhiều trái luôn á. Như cả nhà có thể thấy nè, đây. Nó có ra nhóc trái non hết trơn nè. Cả nhà ơi, đây là trái dưa kiwano mà lúc nó còn non ẹt luôn á, là nó sẽ như thế này. Nó nhọn nhọn mà nhìn nó kỳ lạ như thế này nè cả nhà. Đây là cái giai đoạn mà nó lớn hơn tí nè cả nhà. Hiền hôm nay sẵn tiện á, Hiền đã bứt nó ra rồi cho nên chắc chắn là nó sẽ chết. Cả nhà thấy không? Đây là cái trái dưa kiwano khi mà nó lớn hơn lên một tí. Trong lúc mà Hiền soạn thì nãy giờ Hiền bất ngờ một điều á là nó có một trái dưa kiwano lớn luôn nè cả nhà. Đây. Hiền không ngờ là nó có trái lớn, Hiền cứ tưởng là nó sẽ chỉ có những cái trái bé bé nhỏ xí thôi à. Con vô nhà hả? Hả? Ủa sao con ra làm chi? Con đòi vô đây cả nhà thấy không? Cái size này là size khá ok á. Cái trái này Hiền nghĩ chắc cỡ khoảng 350 gram quá. Hiền sẽ thu hoạch cái trái này. Tất nhiên là có, mình phải thu hoạch rồi cả nhà. Hiện hồi Hiền sẽ mò thôi. Ui già, nó đâm một cái muốn chết luôn vậy đây cả nhà nhìn nè. Một hồi Hiền sẽ tìm thêm thử ơi, còn trái nào ở trong cái lưới này không thì Hiền sẽ thu hoạch nó trước khi mà Hiền bỏ cái phần lưới này. Hiền sẽ bỏ thùng rác cả nhà ơi. Còn mấy cái cây còn lại này nè, mấy cây xanh xanh mà chỉ chỉa ra Hiền sẽ xài để mà đỡ mấy cái vàng đồ này nọ. Let's go. Trời, em nói let's go, đi lẹ mẹ ơi. Còn hói nữa chịu nổi không? Rồi, cởi giày ra đi. Ừ. Mệt ghê nha. Rồi, để mẹ ngoài vườn mình đi, con ở trong đây con ngồi coi tivi nha. Hôm nay Hiền sẽ chỉ ra để mà cải tạo cái vườn dâu trước thôi. Cho nên cho em quất em vô đi. Bye bye, đóng cửa lại con. Chu chu đi. Good boy. Bye bye. Mẹ sẽ vô liền nha. Đây, mới vừa cho các em này, em mặc đồ tay dài vô. Không mất tiêu rồi. Cái cây xỉn của mẹ để mẹ đào đâu rồi. Đây nè, cây xỉn của Hiền. Ô quá. Có vài trái dưa kiwano nữa nè cả nhà. Bữa nay là Hiền có phân gà ha cả nhà. Cả giỏi quá cả. Orange giỏi quá. Em ấy nói orange là màu cam. Cả. Rồi bây giờ chuẩn bị trồng mấy cái cây này vô thôi cả nhà ơi. Ở đây mấy cây dâu này sẽ trồng lại vô đất hết. Bây giờ ở ngoài đất mình thiếu cây rồi cho nên mình là đến lúc rồi cả nhà thấy không? Đó, trồng cây ngoài chậu đến lúc cần thì có sẵn cây mà cho vô. Trời ơi. Đào cũng phê lắm á nha cả nhà. Bởi vì làm vườn đâu có sướng đau cực á. Nhưng mà có đam mê là không thấy cực. Giống như Hiền nè, có đam mê. Có đam mê là mình thấy vui. Thấy không con? Với lại có cái cho cục vàng mày ăn phải không? Đất. Này
này là cái sẹ, cái gì ta? Sẻn hả? Sẻn. Cái này đất không? Đất. Trời ơi, nhớ mấy năm ngoái cả nhà em Út có chút tặng nè. Đứng nhìn mẹ làm. Hôm nay cũng vẫn đứng nhìn mẹ làm. Nhưng mà có thêm sự động viên giống như mẹ ơi, mẹ giỏi quá. Ừ, quên nữa, cái này cái hàng to. Nắm phân gà xuống dưới đây. Ừ, dâu phải không con? Dâu. Đó. Vậy đó hai cả nhà. Ừ, dâu không đó. Máy này lâu rồi. Cái này cái gì vậy ta? Cái này cũng lâu rồi, hiện không có cho nó phân nè. Sẵn làm cái mình cho nó một miếng phân gà vô. Trời, con nhìn như con dán vậy á. Con dán chứ còn gì nữa, út dán nữa. Con đầu ra mà. Cũng một hàng rồi nè. Cái cây này mẹ không biết nó sống không, nó chắc sống quá. Cái này tỉa nó lại. Tỉa nó lại là nó sống nè. Cái này ra trời non. Hai cả nhà, bây giờ là tụi mình đã về nhà rồi nè. Thì ở đây là cái góc mà Hiền thờ Phật đó cả nhà. Đây, góc thờ Phật của Hiền. Hồi lúc trước có chị hỏi á, thì Hiền chưa có quay. Nhưng mà hôm nay sẵn á, Hiền cúng bông cái Hiền quay cho cả nhà xem luôn. Thì đây góc thờ Phật, ở bên đây Hiền cúng trái cây nè. Hiền có cúng cây nhà lá vườn của Hiền với trái dừa Kiwano đó cả nhà thấy không? Ở bên đây là bông của Hiền. Đó. Thôi cả nhà ơi. Thôi, bông của Phật con. Cả nhà gia đình của Hiền xin kết thúc cái video này ở đây. Hẹn lại cả nhà phim sau ngày mai. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ và bình an nha. Bye bye.